Điện tâm đồ lúc lên khoa ghi nhận là nhịp xoang đều tần số 70 lần trên phút, chụp QRS trung gian. Bệnh nhân được làm siêu âm tim thì ghi nhận là chức năng tâm thu thất trái bảo tồn ở OS 79%, không ghi nhận rối loạn vận động vùng, các buồng tim không giãn, thanh tim không dày, PAPS 25%, không ghi nhận là có dịch màng tim, không huyết khối trong buồng tim. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá cái xác suất tiền nhiệm khả năng mắc bệnh mạch vành của bệnh nhân. Bệnh nhân này là bệnh nhân nữ, là cái độ tuổi của bệnh nhân là 58 tuổi. Bệnh nhân có đau thắt ngực điển hình, vì vậy cái khả năng mắc bệnh mạch vành của bệnh nhân là 13%, thì không phải là nguy cơ cao. Tuy nhiên thì bệnh nhân này có những cái yếu tố làm tăng khả năng tắc nghẽn mạch vành trên lâm sàng, ví dụ như có bệnh nhân này có rối loạn lipid máu, có tiểu đường, có tăng huyết áp. Vì vậy tiếp theo cái ca này là chúng ta sẽ cho đi chụp CT mạch vành, thì CT mạch vành ghi nhận là thân trung, không ghi nhận hẹp có ý nghĩa. Động mạch vành trái sơ vữa vôi hóa gây hẹp khoảng 60-65% đoạn gần, đoạn giữa. Động mạch mũ sơ vữa vôi hóa gây hẹp khoảng 40-50% đoạn giữa, các nhánh động mạch bờ không hẹp. Động mạch vành phải không ghi nhận hẹp có ý nghĩa, tổng điểm vôi hóa là 212, hình thái tim bình thường, OF là 61%. Thì bệnh nhân đã được quyết định là điều trị nội khoa bằng thuốc, đó là gồm temi sạc tăng kết hợp với amlodipine 40/5 mg 1 viên 1 ngày, aspirin 81 mg 1 viên 1 ngày, bisoprolol 2,5 mg 1 viên 1 ngày, rosuvastatin 20 mg 1 viên 1 ngày, metformin 850 mg 2 viên 1 ngày. Tuy nhiên trong 1 tháng điều trị thì bệnh nhân vẫn còn than là còn xuất hiện nhiều cơn đau ngực với cường độ khoảng 5/10, tăng khi gắng sức, giảm khi nghỉ ngơi, không liên quan đến bữa ăn. Huyết áp dao động của bệnh nhân là quanh mức là 120/70 mm thủy ngân, mạch 62 lần trên phút. Vì vậy bệnh nhân này đã được tư vấn nhập viện và chụp mạch vành xâm lấn. Kết quả chụp mạch vành xâm lấn của bệnh nhân thì ghi nhận là thân trung không tổn thương ý nghĩa. Động mạch vành trái hẹp đoạn gần 40-45%, động mạch mũ hẹp đoạn giữa 50-55%, động mạch vành phải chiếm ưu thế không tổn thương ý nghĩa. Sau đó bệnh nhân này được tiếp tục đo cái phân suất dự trữ động mạch vành hai nhánh LVD và nhánh LCX. Khi mà đo phân suất dự trữ mạch vành nhánh động mạch vành trái bằng cách là bơm adenosine liều thấp thì cái FFR ghi nhận là 1,02, là lớn hơn 0,8. Khi bơm adenosine liều cao thì FFR của bệnh nhân là 1,04, cũng lớn hơn 0,8. Bệnh nhân tiếp tục được đo phân suất dự trữ động mạch vành nhánh LCX thì khi mà bơm adenosine liều thấp và liều cao thì FFR ghi nhận của bệnh nhân là cũng tương tự là 1,02 và 1,04, đều lớn hơn 0,8. Kết luận đó là bệnh mạch vành hai nhánh mức độ trung bình, FFR đoạn gần LVD âm tính và đoạn giữa LCX âm tính. Chẩn đoán của ca này đó là thiếu máu cơ tim cục bộ với hệ động mạch vành không tắc nghẽn, tăng huyết áp độ 2 theo GNC 8, đáy áo đường tiếp 2, rối loạn lipid máu. Và sau đó bệnh nhân đã được điều chỉnh thuốc lại thì bệnh nhân đã được điều chỉnh thuốc theo cái hướng của đau thắt ngực do vi mạch. Thì dựa vào ESC năm 2021 đã cập nhật về cái hướng điều trị đau thắt ngực vi mạch ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên dùng các thuốc như là beta blocker, ưu tiên đó là nebivolol, ức chế kênh canxi, ranolazine, chimetazidine và ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể. Thì cái ca này chúng ta đã em quyết định điều chỉnh thuốc là dùng temi sạc tăng kết hợp với amlodipine 40/5 mg 1 viên 1 ngày, aspirin 81 mg 1 viên 1 ngày, nebivolol 5 mg 1/2 viên 1 ngày, rosuvastatin 20 mg 1 viên 1 ngày, chimetazidine 35 mg 2 viên 1 ngày và metformin 850 mg 2 viên 1 ngày. Thì tái khám lại của bệnh nhân sau 1 và 2 tháng thì cái tình trạng đau ngực của bệnh nhân giảm còn 2-3/10 sau 1 tháng. Bệnh nhân đau ngực không đáng kể sau 2 tháng. Dạ, phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin cảm ơn sự lắng nghe của các thầy và quý đồng nghiệp ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương với một ca lâm sàng rất hay. Và chúng ta thấy rằng ở ca lâm sàng này khi chụp mạch vành lên thì độ hẹp bệnh mạch vành không có ý nghĩa. Tuy nhiên là cơn đau thắt ngực vẫn diễn ra ở mức trên 5/10 sau khi đã điều trị tương đối căn bản. Và chúng ta khi chúng ta đổi cái phác đồ điều trị thì cơn đau thắt ngực đã giảm đi một cách rõ rệt. Để làm hiểu rõ những cái trường hợp như thế này, chúng ta sẽ nghe bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai, bác sĩ chuyên khoa 2 sẽ trình bày là khi nào thì nghi ngờ bệnh nhân có INOCA.
ở các test để chẩn đoán xác định em có chính xác là bệnh tim thiếu máu cục bộ mà không có mạch vành tắc nghẽn mãn tắc nghẽn không. Xin mời bác sĩ B2. Dạ, kính thưa phó giáo sư Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện Thống Nhất, kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì năm 2020 thì đưa ra một cái khái niệm là đối lập với khái niệm MINOCA, tức nghĩa là tổn thương mạch vành, nhồi máu cơ tim mà có tổn thương mạch vành. Trong khi cái này là đưa ra một cái khái niệm mới, đó là INOCA, tức nghĩa là bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ mà không có tổn thương mạch vành. Cho anh Lai đầu có túng. Đó, thành ra chính vì vậy khi nào chúng ta nghĩ đến là INOCA. Xin trình bày tiếp. Đau thắt ngực thì chúng ta đã biết nó là một chỗ tuyến rất là phổ biến của bệnh tim thiếu máu cục bộ. Nó ảnh hưởng đến khoảng 112 triệu người trên thế giới. Đấy là một tỷ lệ rất lớn bệnh nhân đã được chụp mạch vành vì đau thắt ngực và có bằng chứng có thiếu máu cơ tim cục bộ nhưng mà bệnh nhân không có tắc nghẽn mạch vành. Như vậy chúng ta đặt vấn đề là bệnh nhân có bệnh lý mạch vành hay không. Và bệnh nhân vẫn tiếp tục là đau thắt ngực tái phát, vẫn tái nhập viện rất là nhiều lần, đặc điểm về với chứng cơn đau thắt ngực mà phải làm cho bệnh nhân nhập viện. Và mỗi lần nhập viện thì chúng ta phải lặp lại những xét nghiệm thật sự là không cần thiết, như chúng ta chụp MSCT mạch vành, chúng ta chụp mạch vành. Từ đó nó sẽ làm tăng cái chi phí điều trị rất là lớn và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì đó là cái từ INOCA, tức nghĩa là không có thiếu máu cơ tim cục bộ mà không có tắc nghẽn mạch vành. Những bệnh nhân mà thật sự bị tim thiếu máu cục bộ nó chỉ ảnh hưởng đến những cái mạch máu nhỏ mà chúng ta không thấy được trên những hình ảnh chụp mạch vành. Và những cái nguyên nhân thường chúng ta thường gặp là chúng ta thấy là không có nguyên nhân do tim chiếm tỷ lệ khoảng 11%, và một cái nguyên nhân đã đau ngực đó là do co thắt mạch vành hoặc là tổn thương vi mạch là chiếm đến 21%, và bản chất thân không thông thường trong do co thắt mạch vành chiếm khoảng 17%. Và bên cạnh đó gần phân nửa cái số bệnh nhân đau thắt ngực mà không có tổn thương mạch vành, tức là do co thắt mạch vành chiếm khoảng 51%. Và có INOCA nó có thật sự lành tính hay không? Theo cái nghiên cứu thì có ít nhất đến 3-4 triệu người trên thế giới mà có cái dấu hiệu và những triệu chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ nhưng mà bệnh mạch vành nó không có tắc nghẽn. Và bệnh nhân cũng phải chịu một cái chi phí điều trị và ảnh hưởng đến sức khỏe tương tự như cái bệnh nhân bị mắc bệnh mạch vành tắc nghẽn. Một phần là do bệnh nhân đau ngực và bệnh nhân phải suy tim và bệnh nhân phải làm xét nghiệm nhiều lần và phải được chụp mạch vành nhiều lần và làm những cái test chẩn đoán rất là nhiều lần, ảnh hưởng đến sự tốn kém rất là lớn đối với bệnh nhân mà không có tắc nghẽn mạch vành, trong khi cái việc mà điều trị của chúng ta cũng chưa đạt ngưỡng để giảm cái tình trạng đau thắt ngực cho bệnh nhân. Và qua nghiên cứu Kovacic, chúng ta thấy là đây là cái nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu đa chủng tộc đa quốc gia, là khoảng gần 700 bệnh nhân, người ta khảo sát đặc điểm lâm sàng và tiên lượng của bệnh nhân đau thắt ngực vi mạch. Tiêu chí đánh giá chính là may, tức là tử vong do tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong, đột quỵ không tử vong hoặc là nhập viện vì suy tim hoặc là đau thắt ngực. Người ta thấy rằng là tăng cái tần suất tích lũy mắc bệnh các biến cố mạch vành chính và tăng cái tỷ lệ tử vong cho bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim và suy tim cấp. Và cái nghiên cứu cô David cho chúng ta thấy là đau thắt ngực vi mạch kèm theo tăng huyết áp hoặc là có tiền căn bệnh mạch vành thì cái nguy cơ xuất hiện những cái biến cố tim mạch nó lại cao hơn so với những đường thuần. Và cái chúng ta sẽ đi vào một cái phần INOCA, tức nghĩa là đau thắt ngực là do co thắt mạch vành. Thì đau thắt ngực do co thắt mạch vành được lần đầu tiên để Rimetan và cộng sự mô tả vào năm 1959. Nó là dạng biến thể của cơn đau thắt ngực. Chính vì vậy chúng ta hay trên lâm sàng là chúng ta hay dùng những từ là cơn đau thắt ngực Rimetan. Và đặc trưng bởi cơn đau thắt ngực này là nó tái phát và nó không liên quan đến gắng sức và thay đổi ECG trên điện tâm đồ, nguyên nhân là do nó co thắt mạch vành. Thì cái tỷ lệ tần suất chúng ta gặp ở nam nhiều hơn nữ và cái lứa tuổi là từ 40 đến 70 tuổi. Và nguyên nhân đau thắt ngực thường là do co thắt mạch vành, chúng ta thấy là nó có những cái yếu tố nguy cơ hút thuốc lá rất là đau nửa đầu hoặc là những cái khởi kích của cái cơn đau như là bệnh nhân bị kìm và hoặc là bệnh nhân có chứng van sao va hoặc là những cái trét hoặc hút thuốc lá hoặc là những trận rượu bia hoặc là nếu mà co thắt mạch vành là chúng ta dùng ức chế beta
chúng ta không chưa xác định được cho cái thắc mạch vành hoặc là cơn đau thắt ngực do vi mạch mà chúng ta dùng ức chế beta vô thì nó sẽ khởi kích cái cơn đau thắt ngực. Và những cái cơn đau thắt ngực này nó sẽ làm cho đến tình trạng rối loạn chức năng tim, đã rối loạn chuyển hóa hoặc là những cái tình trạng viêm, ảnh hưởng đến những cái oxy hoặc là những cái gen. Và nó có lành tính hay không, không những không đó nó sẽ đưa đến cái tình trạng cơn đau thắt ngực lúc nghỉ và hội chứng vành cắt hoặc là những cái rối loạn nhịp mà ảnh hưởng đến sinh mạng của bệnh nhân. Thì cái việc chẩn đoán, chúng ta nói là cái việc chẩn đoán của cơn trong cái cơn trong cái co thắt mạch vành theo hướng dẫn của cái EC thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân có đau, có đáp ứng với nitrat. Cái đặc điểm thứ nhất, bệnh nhân có đáp ứng với nitrat trong cái cơn khởi phát tự phát với ít nhất một số đặc điểm sau là bệnh nhân đau ngực lúc nghỉ, đặc biệt là giữa cái giữa đêm và sáng sớm, và bệnh nhân làm thay đổi hoàn toàn cái khả năng gắng sức trong ngày và giảm vào buổi sáng, và bệnh nhân tăng cái không khí có thể gây ra cái cơn đau, và cái thuốc chặn trên canxi chứ không phải là thuốc chặn beta làm ngưng cái cơn đau. Vì vậy khi chúng ta chẩn đoán là cơn đau thắt ngực mà viêm beta hay là co thắt mạch vành thì chúng ta lựa chọn thuốc là ức chế canxi chứ không phải là ức chế beta. Cái vấn đề thứ hai là thay đổi oxy do thiếu máu cơ tim thoáng qua là trong cái cơn khởi phát tự phát, bao gồm tất cả những cái dấu hiệu sau đây gợi ít nhất có hai cái chuyển đạo liên tiếp, là chúng ta nói rằng ở bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc là những cái bệnh lý mạch vành thì ít nhất phải có hai cái chuyển đạo liên tiếp thay đổi trên nền tâm đồ, tức nghĩa là ST trên lên 0,1 mV và ST trên xuống lớn hơn 0,1 mV, có sóng u đảo ngược mới. Cái vấn đề thứ ba là co thắt động mạch vành chúng ta xác định khi có tắc nghẽn thoáng qua và hoặc hoàn toàn làm như cái động mạch vành co thắt trên 90% với cái cơn đau thắt ngực và thay đổi điện tâm đồ do thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc là tự phát hoặc là trong cái đáp ứng với cái xét nghiệm kích thích, thường là test acetylcholine hoặc là tăng các thông khí. Cái thứ hai trong cái bệnh cảnh thứ hai trong cái bệnh cảnh Inoka nữa là đau thắt ngực cho vi mạch. Chúng ta biết rằng là đau thắt ngực cho vi mạch thì nó chiếm khoảng hơn 50% trong những cái bệnh nhân có triệu chứng và những cái dấu hiệu của thiếu máu cơ tim cục bộ nhưng mà không có tắc nghẽn mạch vành. Cái cơ chế bệnh sinh là do nhiều cái yếu tố mà chưa được hiểu đầy đủ, thường nó liên quan đến cái bất thường về cấu trúc và cái chức năng của vi tuần hoàn mạch vành, đặc biệt là phổ biến ở những cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Người ta thấy là cái tần suất do cái vi mạch thì tỷ lệ ở nữ nhiều hơn nam. Và cái tuần hoàn vi mạch thì chúng ta đã biết rằng cái đoạn gần, đoạn động mạch vành thường tâm mạc lớn, cái vai trò như là cái cung cấp máu và có cái đường kính thì thường là khoảng trên 400 micromet tới từ 2 đến 5 mm. Cái tiếp theo là cái đoạn mạch vành trung gian, chúng ta đã gồm cái mạch vành tiền mao mạch, chúng có đường kính thì thường khoảng từ 100 đến 400 micromet. Và cái áp lực máu giảm dần khi càng đi xa dần. Và chức năng chính là cái duy trì áp lực từ cái động mạch vành chính, mà khi có sự phết tán và cái lưu lượng máu thay đổi và nó nhạy cảm với cái lưu lượng máu hơn. Và cái lớp bên trong nữa là cái phần xa bao gồm những cái mạch máu có đường kính nhỏ hơn 100 micromet và đi vào mao mạch thì cái đường kính nhỏ hơn 10 micromet, cái đáp ứng với những cái chất chuyển hóa tác động lên cái lưu lượng máu chứ không phải là lưu cái áp lực nữa. Và cái áp lực chịu tác động bởi cái chuyển hóa là từ cái mô tế bào của cơ tim là chính. Trong đây là cái gì? Cái điểm cuối cùng của chúng ta đến đó là những cái tế bào cơ tim. Đến vào cơ tim là nó nhạy cảm với vấn đề là oxy nhiều hơn. Chức năng chính của vi tuần hoàn là tối ưu hóa cái việc cung cấp dinh dưỡng và oxy trong mô để đáp ứng những thay đổi và cái nhu cầu của cơ thể. Thì trong chẩn đoán cái co thắt mạch vành thì chúng ta biết là bệnh nhân có hội chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ bằng những cái bệnh nhân đau ngực lúc nghỉ hoặc là lúc gắng sức, hoặc là bệnh nhân đau ngực, xin lỗi, hoặc bệnh nhân khó thở lúc gắng sức. Và cái hiện diện cái của chụp mạch vành là chúng ta thấy rằng là đường kính mạch vành tổn thương nhỏ hơn dưới 50% và cái FFA lớn hơn 0,8, chứ nghe đo lưu trữ lượng lưu trữ mạch vành lớn hơn 0,8. Và bằng chứng bằng là những chúng ta là chụp mạch vành bằng cái CT mạch vành hoặc là chúng ta chụp mạch vành song chăm lấn để chúng ta xác định là cái hình ảnh mạch vành nhỏ hơn 50% và FFA lớn hơn 0,8. Cái vấn đề thứ ba là chúng ta có những cái bằng chứng của thiếu máu cơ tim cục bộ và có những bất thường có cấu trúc trên những cái hình ảnh, có thể là chúng ta làm những cái hình ảnh không xâm lấn như là chúng ta làm những cái test ECG gắng sức hoặc là làm siêu âm tim gắng sức hoặc là chúng ta chụp CT mạch vành hoặc là làm những cái PET CT mạch vành. Và điều cuối cùng là chúng ta đánh giá có cái xe co ta có sự rối loạn chức năng vi mạch của mạch vành hay không, bằng cái chúng ta là đo
FFA, và chúng ta đo FFA xác định là bệnh nhân không có rắc nhãn động mạch vành, và chúng ta đo CFA tức nghĩa là lưu lượng mạch, tôi sẽ phần trình bày ở sau, và nó có bất thường về chứng cái kháng lực mạch vành. Các phương pháp đánh giá vi tuần vàng của mạch vành thì chúng ta đã biết là đây là những phương pháp đánh giá vi tuần vàng mạch vành, gồm có những cái test. Chúng ta đa giờ bệnh nhân có cơn đau thắt ngực, chúng ta nghĩ bệnh nhân có Minoka hay không, và bây giờ chúng ta phải đánh giá những yếu tố nguy cơ như bệnh nhân có tăng huyết áp, có đái tháo đường, có rối loạn chức năng thất trái hay không, hoặc là có những hình ảnh bất thường gì có rút mạch vành, hoặc bệnh nhân có những suy tim hay không. Sau đó chúng ta bằng những cái test không xâm lấn, bằng những cái test không xâm lấn ở chúng ta thường gặp, như chúng ta chụp CT, chúng ta chụp PET mạch vành, hoặc là chúng ta làm những điện tâm đồ gắn sức, hoặc là siêu âm tim gắn sức, và sau đó chúng ta tầm soát sâu hơn bằng cách là chúng ta chụp mạch vành, chúng ta cảm thấy mạch vành bình thường thì chúng ta sẽ tiến hành đo FFA, AFA, hoặc là chúng ta đánh giá. Sau đây tôi sẽ trình bày các phương pháp đánh giá mạch vành mà không xâm lấn, mạch vành mà xâm lấn. Còn phương pháp đánh giá mạch vành xâm lấn á, thì chúng ta giống như là cái bài trong cái hội chứng động mạch vành mãn, chúng ta là FFA tức nghĩa là chúng ta đo khoan sức dự trữ dòng chảy động mạch vành á, thì thường đó FFA chúng ta đo được phần lớn động mạch, cái nhánh động mạch vành lớn như là đoạn gần á, mạch vành nhiều hơn. Và CFA tức nghĩa là chúng ta đo cái phân số dự trữ lưu lượng động mạch vành, thì phân số dự trữ lưu lượng động mạch vành đó, thì chúng ta đo cả đoạn gần và cả vi mạch, chúng ta đo cả vi mạch luôn. Còn MFA, còn AMA thì chúng ta sẽ đo cái sức cản mà hệ mạch vành, thì trong sức cản hệ mạch vành AMA thường là chúng ta đo ở cái vi mạch nhiều hơn. Nhiều hơn. Và FFA, tôi nói về FFA tức nghĩa là phân sức dự trữ dòng chảy động mạch vành đó, thì chúng ta biết là ở những bệnh nhân tổn thương mạch vành đó, ở con số là từ 4 đến 70% đường kính động mạch vành, mà chúng ta nhìn thấy trên những hình ảnh 2D hoặc là những hình ảnh 2D, và đôi khi rất là khó xác định trên những hình ảnh chụp mạch vành cản quan. FFA là một phương pháp giúp ta phân biệt tổn thương thật sự có ý nghĩa gây thiếu máu cơ tim cục bộ hay không, để từ đó chúng ta quyết định chúng ta có can thiệp động mạch vành hay không. Hiện tại ở bệnh viện Thống Nhất chúng tôi thì thường tất cả những cái trường hợp mạch động mạch vành mà nó không tương xứng giữa cái lâm sàng, nghĩa là bệnh nhân có đau ngực nhưng mà chúng ta chụp mạch vành ra hẹp khoảng từ 5 đến 70%, thì tất cả những trường hợp đó thì ở bệnh viện Thống Nhất chúng tôi đều làm FFA để đánh giá có thật sự là bệnh nhân có tổn thương mạch vành ý nghĩa và có gây tình trạng thiếu máu cơ tim hay không, để chúng tôi bắt đầu can thiệp mạch vành cho nó phù hợp. Thì FFA thì giúp chúng ta đánh giá khả năng gây thiếu máu cơ tim cục bộ của phần tổn thương gây hẹp cái lòng động mạch vành và ít cái ảnh hưởng bởi các yếu tố huyết động khác. Và FFA thì chúng ta thấy là người ta lấy được tính bằng cái chỉ số lưu lượng dòng chảy tối đa qua cái chỗ hẹp, là người ta chia cho lưu lượng dòng chảy tối đa ở cái mức bình thường đó, trong cái điều kiện là mãn mạch tối đa, tức là chúng ta có FA là cái áp lực động mạch chủ đo được ở đầu ống thông sau khi chúng ta can thiệp, và chúng ta có BD tức nghĩa là áp lực động mạch vành đo được ở phía xa cái chỗ hẹp, nghĩa là qua cái chỗ hẹp đó, thì chúng ta lấy cái BD chia ra, chúng ta sẽ có cái tỷ số ý nghĩa của FFA là nghĩa là lớn hơn 0,8 là tổn thương mạch, tổn thương không liên quan đến cái tình trạng thiếu máu cơ tim, và chúng ta chỉ cần cái điều trị bảo tồn hoặc là chúng ta tìm những nguyên nhân khác giống chúng ta sẽ trình bày sao để chúng ta điều trị. Và khi mà FFA nhỏ hơn 0,8 tức là tổn thương có ảnh hưởng đến huyết động của động mạch vành, có liên quan đến cái triệu chứng của thiếu máu cơ tim, là chúng ta cần can thiệp tái tưới máu mạch vành. Và hạn chế của FFA thì chúng ta mới biết là những bệnh nhân có phì đại thất trái có khả năng đáp ứng với những cái thuốc giãn mạch kém hơn. FFA thì chỉ có giá trị tổn thương động mạch vành ở thượng tâm mạc thôi, và không cung cấp thông tin về cái hệ thống vi mạch cho chúng ta. Đối với bệnh nhân mà có rối loạn hệ thống vi mạch thì FFA có thể đánh giá cao hơn trong cái thực tế. Trong những trường hợp này thì FFA và CFA nên được đo cùng một lúc luôn. FFA thấp mà CFA thấp luôn thì chứng tỏ tổn thương ở động mạch vành thượng tâm mạc. Mà FFA thấp mà CFA cao là chứng tỏ là tổn thương mạch vành ở hệ thống vi mạch, để giúp chúng ta trong cái việc chúng ta quyết định can thiệp mạch vành hay là chúng ta phương pháp chúng ta điều trị nội khoa. Và một cái biện pháp nữa là cái CFA. CFA thì chúng ta biết là phân sức dự trữ lưu lượng động mạch vành. Phân sức lưu trữ lượng động mạch vành đó là cái tỷ số giữa cái lưu lượng mạch vành tối đa, như cái phần bác sĩ Mai Hương đã trình bày, sau khi chúng ta tiêm adenosine hay bivalirudin, và cái lưu lượng mạch vành khi nghỉ, cái giá trị cao nhất chúng ta sẽ đo vào thời kỳ tâm trương. Thì CFA là chúng ta sẽ đánh giá cả động mạch vành lớn và cả hệ thống vi mạch.
nó có ưu điểm hơn FFA là chúng ta đo cả được cái hệ thống vi mạch. Nó cái CFA mà có thể sử dụng là cái chỉ số sơ vữa, khi mà nó nhỏ, CFA nhỏ hơn 2,5 là nó chỉ điểm bất thường về cái hình ảnh của vi mạch. Bên cạnh đó thì chúng ta đã thấy là cái phân tích dự trữ mạch, đây là cái sơ đồ để chúng ta đo cái CFA trong bệnh nhân chúng ta làm can thiệp mạch vành. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một thông số để chúng ta đo cùng lúc, trong đó là hệ số sức cản vi mạch vành. Hệ số sức cản vi mạch vành cũng đã giúp cho chúng ta đánh giá cái tình trạng mà tổn thương vi mạch. Thì đây là cái sơ đồ chẩn đoán, chúng ta thấy là một cái sơ đồ chẩn đoán khi mà chúng ta chụp mạch vành qua xem đánh giá hẹp mạch vành ở mức độ hẹp nhỏ 50% hay hẹp 50-80%. Và bước tiếp theo là chúng ta hướng dẫn chúng ta, bước thứ hai là chúng ta làm cái test adenosine để chúng ta chẩn đoán. Trong đó chúng ta có đo FFA, CFA, AMA. Thì chúng ta thấy rằng khi mà FFA lớn hơn 0,8, CMA lớn hơn 2 và AMA nhỏ hơn 2,5 thì nó sẽ không có cái rối loạn chức năng vi mạch vành. Và ngược lại, trong khi đó thì nếu FFA lớn hơn 0,8 mà CMA nhỏ hơn 2, tức nghĩa là AMA lớn hơn 2,5, tức nghĩa là cái phần sức cản vi mạch nó cao, thì đây là có khả năng là co thắt mạch vành. Sau khi nó co thắt mạch vành thì chúng ta sẽ đánh giá coi bệnh nhân có tổn thương vi mạch vành, thì sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem coi nó có co thắt mạch vành hay không, để chúng ta mới bước vào những cái việc mà chúng ta điều trị nó có những thay khác nhau. Hoặc là nếu mà co thắt mạch vành thì chúng ta sẽ không được điều trị bằng ức chế beta. Và chúng ta thấy sau đó thì chúng ta sẽ đánh là giá là nếu mà nó không có đường đường, nó nhỏ hơn dưới 90%, không có đau ngực, không có huyết áp và tim cục bộ trên điện tâm đồ, thì chúng ta không nghĩ bệnh nhân đau ngực do tim. Hoặc là khi cái đường kính nó có tổn thương, nó co mạch trên 90% cộng với lại đau ngực và thay đổi trên điện tâm đồ, thì chúng ta nghĩ đây là đau ngực do co thắt mạch vành. Đó, hoặc là chúng ta không có cái tổn thương, cái đường không có co thắt dưới 90%, không có đau ngực và không có thiếu mắt có tim bộ trên điện tâm đồ, chúng ta nghĩ cái đây là đau ngực do tình trạng vi mạch. Hoặc là chúng ta thấy là những cái trường hợp mà không có đường kính nhỏ hơn 90% cảm thấy đau ngực, cộng đi chúng biến đổi điện tim, thiếu mắt có tim cục bộ, và chúng ta đánh giá đây là tình trạng đau thắt ngực do co thắt mạch và tổn thương của vi mạch. Thì chúng ta đi vào một cái ca lâm sàng, bệnh nhân nam 72 tuổi, thì bệnh nhân đau thắt ngực với đặc điểm lâm sàng cả nguyên nhân có tim và không do tim. Ở bệnh nhân này thật sự những cái tình trạng bệnh nhân đau ngực rất là khó phân biệt, cho chúng ta xác định bệnh nhân này đau ngực do tim hay không do tim. Bệnh nhân đã làm một cái test gắng sức với kết quả thì nó cũng không rõ ràng, và bệnh nhân được đưa đến cái phòng thông tim, thì chúng lúc này lại có con đường là đưa đến để chẩn đoán. Kết quả chúng ta chụp mạch vành không có tắc nghẽn, gần như bình thường. Để hiểu rõ hơn tình trạng đau ngực vấn đề bệnh nhân này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đo, đây là chúng ta sẽ đo FFA cho bệnh nhân. Là chúng ta thấy rằng ở bệnh nhân này cái lưu trữ mạch vành là 0.9 đối với cái dấu thăm chiếu dấu máy của tim cục bộ, đây là bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy là CFA nó lại thấp là 2.2, là bình thường. Chúng ta thấy cái chỉ số tham khảo này là 2.5 và AMA là 58, chỉ số tham khảo bình thường này là 35. Điều này chứng tỏ là ở bệnh nhân này có tổn thương cái vi mạch vành, là bệnh nhân có đau thắt ngực. Và để kết luận cho phần này thì chúng ta nó có mấy vấn đề là INOCA là bệnh nhân đau ngực mà tái phát nhiều lần, nhưng mà chụp mạch vành là không có tắc nghẽn động mạch vành ở thượng tâm mạc. INOCA làm tăng cái tần suất lũy mắc bệnh và biến cố tim mạch và làm giảm cái chất lượng sống giống như bệnh mạch vành có tắc nghẽn. Và chúng ta biết là những cái nguyên nhân INOCA thường gặp là không do tim, 11% do tim thì tỷ lệ 89%. Trong đó nguyên nhân chủ yếu thường gặp là đau thắt ngực do co thắt mạch vành và đau thắt ngực do vi mạch. Thì INOCA vẫn là một cái thách thức chẩn đoán cho chúng ta. Rõ ràng là những cái test ngoài những cái test không xâm lấn, và chúng ta có những cái test xong xâm lấn để chụp mạch vành, chúng ta đo FFA, CFA, AFA để chẩn đoán và đánh giá mạch vành và đánh giá những cái tiếp của INOCA để chúng ta quyết định cho chúng ta trong cái sự điều trị và cái sự cái bước cái điều trị và những cái thuốc nó cũng khác nhau. Thành ra cái việc này, cái chẩn đoán nó cũng rất là quan trọng. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và đồng nghiệp. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều trường hợp có cơn đau thắt ngực có bằng chứng rõ ràng, tuy nhiên là khi chúng ta chụp mạch vành ra thì không thấy tổn thương có ý nghĩa. Và chúng ta thấy là những cái trường hợp nào mà cơn đau thắt ngực nó còn dai dẳng sau khi đã điều trị rồi, tỷ lệ tái nhập viện gặp rất nhiều, thì những cái vấn đề INOCA phải được đặt ra ở những bệnh nhân này. Làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được INOCA thì bác sĩ B2 đã đưa ra chúng ta
một số các cái test để chẩn đoán bằng các cái phương pháp can thiệp mạch vành, và chúng ta sẽ bàn với nhau trong phần thảo luận để rõ hơn vấn đề này. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem là INOCA cơ chế bệnh sinh như thế nào, các thể lâm sàng ra làm sao và điều trị như thế nào. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huân sẽ trình bày với chúng ta chủ đề này. Xin mời tiến sĩ Huân. Kính thưa thầy, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Thanh. Kính thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bé Hai cùng quý thầy cô và đồng nghiệp thân mến. Tiếp nối theo hai cái bài báo cáo vừa rồi, một ca lâm sàng cũng như về cái phương pháp chẩn đoán của INOCA, thì tôi xin chia sẻ về cái cơ chế bệnh sinh, các thể bệnh cũng như rằng là cái điều trị tùy theo các thể bệnh của vấn đề INOCA này. Thì đầu tiên chúng ta cũng nhìn lại về cái đồng thuận ở bên châu Âu về thế nào gọi là INOCA. Nó dịch ra về tiếng Việt có nghĩa là thiếu máu cục bộ và với cái tình trạng động mạch vành không tắc nghẽn. Thì trong cái đồng thuận này á, người ta đưa ra một cái khái niệm đó rằng là nếu mà cái động mạch vành mà nó có hẹp nhưng mà nó hẹp dưới 50% dựa trên cái bằng chứng là chúng ta chụp CT hoặc rằng là chụp cái động mạch vành xâm lấn, và bệnh nhân có cái triệu chứng về cái thiếu máu cục bộ của cơ tim, ví dụ như bệnh nhân có cái đau thắt ngực hoặc là khó thở liên quan đến gắng sức chẳng hạn đi, thì chúng ta có thể nghĩ đến rằng là trong trường hợp bệnh nhân này có một cái INOCA. Thì khi mà chúng ta nhìn một cái bức tranh lớn hơn về cái bệnh lý động mạch vành, thì chúng ta nhìn vào rằng là cái tảng băng này đây. Khi cái tảng băng này, cái phần phía trên đó là cái mà chúng ta thường đánh giá được trên lâm sàng, đó là những cái tình trạng bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành mà có tắc nghẽn do có xơ ở động mạch vành. Và những cái đối tượng mà thường gặp của cái tình trạng này đó là nam thì nhiều hơn nữ. Nhưng mà dưới ở cái nước biển á, thì chúng ta thấy rằng là cái phần chìm nó còn to hơn nữa. Và cái phần đó thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ của người nữ nhiều hơn người nam. Nó sẽ bao gồm có là INOCA, MINOCA, ANOCA hay là SCID, có nghĩa rằng là nó có bóc tách của cái động mạch vành. Vậy thì những cái vấn đề đó có thể liên quan đến không phải là do của cái mảng xơ vữa, mà nó do co thắt động mạch vành, hoặc là nó do huyết khối, hoặc rằng là nó do cái vấn đề liên quan đến vi mạch. Một cái vấn đề huyết khối mà rất là hot thời gian vừa qua, ví dụ như bệnh nhân bị nhiễm COVID chẳng hạn, bệnh nhân không cần thiết phải có bệnh lý mạch vành nhưng bệnh nhân vẫn có thể bị cái biến cố mạch vành xảy ra do huyết khối tự thành lập tại chỗ. Như vậy thì chúng ta thấy một cái bức tranh rất là lớn và rõ ràng rằng là chúng ta cần tìm hiểu cái phần chìm của cái tảng băng đó. Vậy thì chúng ta nhìn lại các nguyên nhân nào gây thiếu máu cục bộ cơ tim. Có rất nhiều hình tròn và có rất nhiều nguyên nhân tụ lại có thể gây thiếu máu cục bộ cơ tim. Chúng ta chỉ tập trung chủ yếu vào là cái phần màu cam thôi, có cái này hẹp động mạch vành do xơ vữa thôi. Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có cái rối loạn chức năng vi mạch vành, co thắt mạch vành, bệnh lý cầu cơ động mạch vành, hay là một số những nguyên nhân khác mà nó thuộc về cái vấn đề liên quan đến chuyển hóa của cơ thể như đông máu hoặc là bệnh tường viễn, viêm vân vân. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai cái phần được tô đỏ, có nghĩa là rối loạn vi mạch cũng như là co thắt mạch vành. Còn những cái phần khác thì nó thuộc phạm trù của cái khái niệm khác liên quan đến cái bệnh lý khác ngoài cái bệnh lý động mạch vành tác động lên cái hệ động mạch vành. Vậy thì cái cơ chế bệnh sinh hay còn gọi là cái thể bệnh của thiếu máu cục bộ cơ tim mà trong cái INOCA thì như thế nào? Thì ở đây quý đồng nghiệp có thể thấy rằng là nó có ba cái cột. Cái cột bên phải đây là cái màu xanh dương, chính giữa là màu vàng và bên trái đó chính là cái màu cam. Đối với lại cái cột mà màu xanh dương đó, nó thể hiện cho cái thiếu máu cục bộ cơ tim do tắc nghẽn động mạch vành liên quan đến cái xơ vữa động mạch. Thì nếu như cái mảng xơ vữa nó ổn định nhưng mà càng lúc nó càng tiến triển, nó gây hẹp trên 90% hoặc là có ý nghĩa vân vân, thì nó gây thiếu máu cục bộ của cơ tim, gây đau ngực. Rồi nếu cái mảng xơ vữa đó nó không có ổn định thì nó bong ra, và khi nó bong ra nó hình thành huyết khối và nó dẫn đến cái hội chứng vành cấp, trong đó có nhồi máu cơ tim, ST chênh lên. Và ở cái phần hai phần còn lại đó là cái màu cam và cái màu vàng đó, thì chúng ta thấy nhắc đến là cái thiếu máu cục bộ cơ tim không do tắc nghẽn động mạch vành. Thì người ta đề cao hai cái thể bệnh, hai cái cơ chế bệnh sinh, đó chính là rối loạn về chức năng vi mạch của mạch vành cũng như là cái co thắt động mạch vành mà bác sĩ hay đã vừa trình bày. Nó thấy rằng là nếu bệnh nhân nào mà có cái rối loạn về vi mạch vành thì nó thường xảy ra như hút thuốc lá này, có tăng huyết áp, nữ, có đau đường, hội chứng chuyển hóa vân vân, béo phì, thì những cái người này có thể rằng là sẽ là cái yếu tố thúc đẩy, yếu tố nguy cơ mà dẫn đến họ có cái liên quan đến cái bất thường về cái vi mạch. Còn đối với co thắt động mạch vành đó thì nó lại chia làm hai trường hợp, đó là nếu mà nó co thắt thoáng qua thôi thì chúng ta có là đau thắt ngực do cái Ringmantle, và nếu mà nó co thắt mà kéo dài có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim. Như vậy thì không cần thiết bệnh nhân có cái mảng xơ vữa, bệnh nhân chỉ cần co thắt mạch vành, mà nếu nó kéo dài thì cái nhồi máu cơ tim
thì đứng trước một bệnh nhân mà có cái ST trên lên đó, thì cái việc chẩn đoán cái range mental đó, xin nhắc quý đồng nghiệp là chúng ta chẩn đoán hồi cứu, chúng ta luôn luôn phải nghĩ đến cái nặng nhất, đó chính là có thể nhồi máu cơ tim và mảng sơ vữa trước. À, nếu chụp ra mà chúng ta có bằng chứng ngược lại thì chúng ta mới chẩn đoán là cái range mental. Và ở cái hình này ở phía dưới đó thì họ có một cái bảng, một cái dòng chữ màu xanh, nó overlap luôn cả ba cái tình huống đó. Có nghĩa là họ muốn nói một điều đó là một người có thể vừa có cái Inuka mà thậm chí luôn cả vừa có cái bệnh lý tắc nghẽn động mạch vành luôn. Vì vậy nên là chúng ta cần phải tầm soát cho nó kỹ. Và tất nhiên chúng ta phải ưu tiên là tầm soát coi bệnh nhân có cái bệnh lý động mạch vành tắc nghẽn hay không, do sơ vữa hay không, trước khi chúng ta nghĩ đến là cái Inuka. Vậy thì Inuka là gì và cái bệnh lý vi mạch là gì? Thực chất là chúng ta có rất là nhiều khái niệm Anoka, Inuka hay là Minoka. Và cái Anoka đó là viết tắt khi mà chúng ta nói về cái đau thắt ngực mà không phải liên quan đến cái động mạch vành do tắc nghẽn. Còn Inuka là thiếu máu cục bộ, và còn Minoka có nghĩa là nhồi máu cơ tim. Như vậy thực tế trên lâm sàng đó thì chúng ta gặp nhiều bệnh nhân về cái Inuka hơn. Chúng ta chụp mạch vành ra và chúng ta không thấy tắc nghẽn có cái ý nghĩa. Và cái Inuka này thực tế là nó nằm ở một cái phần nhỏ trong tim, nhưng mà nó nằm trong bức tranh rất là lớn của toàn bộ hệ cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Ví dụ, cái việc mà bất thường của vi mạch đó có thể xuất hiện ở não, ở mắt, ở thận, và thậm chí là ngay cả ở phổi nữa. Và nó góp phần vào cái bệnh sinh, đặc biệt là quá trình lão hóa ở người cao tuổi. Và khi chúng ta nhìn thấy về một cái bất thường về vi mạch như vậy, thì nó có gồm có 4 cái cơ chế chính. Đó là thứ nhất về bất thường về cấu trúc. Thứ hai là bất thường về chức năng. Thứ ba là do cái chuyện của cơ tim mà nó dẫn đến là bất thường của vi mạch. Và cuối cùng đó chính là cái chuyện của bất thường về hệ thống mà nó dẫn đến là bất thường của vi mạch. Về cấu trúc, ví dụ như là bệnh nhân này á, là có về tăng sinh về tế bào cơ trơn chẳng hạn. Về chức năng thì ví dụ như có hiện tượng là nó co thắt của cái vi mạch. Về cái tế bào của cái cơ tim á, thì nó phì đại lên và nó chèn ép lên cái vi mạch. Và cuối cùng hệ thống trong trường hợp thiếu máu hay giảm oxy v.v. nó cũng tác động lên cái hệ vi mạch. So với lại là cái bên của cái hệ mạch máu lớn của động mạch vành, chúng ta thấy là thường chủ yếu là do cái sơ vữa động mạch vành mà thôi. À, như vậy thì nếu mà để đánh giá được cái cơ chế của cái bệnh vi mạch vành, chúng ta phải tìm hiểu rất là nhiều. Nhưng mà tóm gọn lại là bao gồm là có 4 cơ chế như vừa trình bày, mà chúng ta cần phải đánh giá kỹ lưỡng. Vậy thì xin minh họa cho quý đồng nghiệp một cái hình ảnh này. Cái hình bên trái đây đó là hẹp vi mạch vành mà không sơ vữa. Này là trên một bệnh nhân người Nhật. Cái này là khi mà người báo cáo thực hiện giải phẫu bệnh cho bệnh nhân lúc mà còn làm nghiên cứu sinh ở bên Nhật. Còn cái bên phải đây là hẹp mạch vành do cái sơ vữa. Thì đập vào mắt chúng ta thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là hẹp mạch vành do sơ vữa thì nó không đồng tâm. Có nghĩa là cái mảng sơ vữa đó thì nó sẽ càng lúc nó càng lớn lên và nó làm hẹp cái lòng động mạch vành, nhưng mà nó có tính chất là không đồng tâm, bên trong đó là nó chứa cái lõi của lipid. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái phần màu đỏ đó là thể hiện của cái hẹp động mạch vành do sơ vữa đó, là thể hiện cho cái lớp của cái tế bào cơ trơn, nó cũng chỉ có khoảng 1 hoặc 2 của lớp tế bào cơ trơn thôi. Nhưng mà nhìn ở cái bên trái đây, chúng ta thấy là hẹp vi mạch vành không do sơ vữa, thì cái phần màu đỏ đó chính là những lớp của tế bào cơ trơn mà chúng ta đếm không xuể luôn. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là không có cái hiện tượng sơ vữa động mạch, nhưng lại có hiện tượng tăng sinh của các tế bào cơ trơn, và các tế bào cơ trơn này nó phì đại lên và nó gây hẹp. Thì cái hình ảnh này cho chúng ta thấy là gì? Đó là ngay cả khi mà không có hiện tượng của cái sơ vữa động mạch thì lòng động mạch nó cũng phải hẹp do hiện tượng tăng sinh của tế bào cơ trơn. Những cái điểm lý thú đó chính là nó sẽ là đồng tâm, và đây chính là cái cơ sở chúng ta phân biệt giữa cái tổn thương do cái sơ vữa hay là tổn thương không do sơ vữa của bệnh lý vi mạch vành. Chúng ta nhắc lại về cái vấn đề chẩn đoán như thế nào của bệnh lý vi mạch thì bác sĩ bé Hai đã trình bày rất là cụ thể rồi. Xin lướt qua để chúng ta cùng khái niệm đó rằng là cái thượng tâm mạc là cái nơi mà có cái động mạch vành đó, nó là cái nơi mà chứa nhiều nhất, tại vì cái lòng mạch nó to nhất thì nó là dự trữ nhiều nhất. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta đánh giá FA là chúng ta FA là chúng ta sẽ đánh giá ở cái động mạch thượng tâm mạc. Còn cái anh nhỏ nhất nhưng mà lại số lượng nhiều nhất thì chính ảnh là tạo ra cái kháng lực, cái kháng trở cho cái hệ mạch vành. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải đo được cái IMR, và đó là chính là nó thể hiện của cái sức cản và cái sức cản của cái vi mạch vành. Và như vậy thì còn cái CFA đó là thể hiện cho cái chung. Do đó nên nói đơn giản, nếu chúng ta đo mà cái FFA mà nó bình thường như cái CFA mà nó giảm thì coi chừng là nó bệnh lý vi mạch. Còn nếu chúng ta mà đo cái IMR có nghĩa là thể hiện cho cái sức cản vi mạch đó mà nó tăng lên
Thì như vậy nó phản ánh rằng là à, cái câu chuyện nó nằm ở cái chỗ vi mạch rồi, à, chúng ta cần phải làm những bước tiếp theo nữa. Vậy thì cái lưu đồ tiếp cận Inoka này, à, bác sĩ B2 cũng đã trình bày và tôi xin nhắc lại, đó là nó có 3 điểm quan trọng trong cái lưu đồ này. Điểm thứ nhất, đó là nói gì thì nói chúng ta cũng phải chụp mạch vành, à, đó là cái step 1. Còn cái step 2 á, là chúng ta phải test cái adenosine, là chúng ta đánh giá về rằng là những cái chỉ số về chức năng hệ mạch vành. Và cái step 3 có nghĩa là cái số 3 đó, là chúng ta phải đánh giá về nó có co mạch hay không, bằng cách rằng là chúng ta làm cái test acetylcholine. Nếu chúng ta chụp cái mạch vành ra ở cái bước đầu tiên đó mà chúng ta thấy rằng là nó hẹp, mà tùy theo mức, ví dụ như rằng là dưới 50 hoặc là từ 50 đến 80, thì chúng ta cũng cần phải làm cái EFA, CFA và IMA để đến chi. Thì chúng ta đánh giá về cái chức năng của nó. Và quý đồng nghiệp có thể thấy rằng là cái bên phải đây, nếu mà cái IMA nó lớn hơn bằng 25, thì như vậy thì rằng là rất nghi ngờ bệnh nhân này có cái rối loạn chức năng của vi mạch vành. Còn nếu mà cái IMA nó dưới 25, nhưng mà nó lại tăng cái CFA và cũng như rằng là cái FA đó lớn hơn 0.8, thì lúc đó cái bước tiếp theo nữa thì chúng ta phải test cái acetylcholine để coi nó có co mạch hay không. Và chúng ta thấy rằng là cái bước thứ ba này á, là nó được thực hiện là bao gồm luôn cả khi chúng ta nghi ngờ có vi mạch vành luôn nữa, hoặc rằng là không có vi mạch vành. Và nó có bốn cái bảng à, chúng ta thấy rằng là nếu như trong trường hợp mà nó không có hiện tượng co mạch thì như vậy thì nó không phải liên quan đến cái đau ngực do cái tim mạch. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà nó không có mạch nhưng mà chúng ta có được cái AMA, có nghĩa rằng là cái kháng trở của vi mạch vành nó lớn á, thì lúc đó rằng là chúng ta biết rằng nó có cái bệnh lý vi mạch vành rồi. Và nếu nó co mạch mà trên 90% thì xem như rằng là nó có vấn đề rằng là co mạch vành góp phần vào đau ngực của bệnh nhân. À, quý đồng nghiệp cũng lưu ý rằng là khi mà cái bảng cuối cùng, cái Inoka họ dùng cái từ là enotypes, họ không có dùng cái từ phenotype hay là genotype. Nếu mà cái genotype có nghĩa là liên quan đến gen, có nghĩa là kiểu gen. Còn phenotype có nghĩa rằng là cái liên quan đến kiểu hình hoặc là cái thể lâm sàng. Nhưng mà ở đây họ chơi chữ rất là hay, họ dùng cái từ là endotype, có nghĩa là họ muốn nhấn mạnh đến rằng là cái vấn đề của Inoka này nó thuộc về cái nội tại hay là cái cơ chế. À, do đó nên họ có một thuật ngữ rằng là cái endotype. Như vậy thì dựa trên cái lưu đồ này, chúng ta có thể rằng là tiếp cận và chẩn đoán được rằng là cái thể bệnh của cái Inoka. Và chúng ta vừa rồi chúng ta nói về rằng là cái bệnh lý vi mạch. À, tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái co thắt mạch vành. Thì trước đây á, khi mà người ta nói về co thắt mạch vành, người ta tập trung vào rằng là cái thượng tâm mạc, à, giống như là cái hình cái mũi tên chỉ đây. Tuy nhiên ngày nay người ta nhận thấy rằng là thậm chí rằng là ngay cả là cái vi mạch nó cũng có thể là co thắt mạch vành được. Như vậy là vừa thượng tâm mạc mà vừa trong là những cái vi mạch vành cũng theo con mạch. Vì làm sao chúng ta có thể chứng đoán được đây? À, thì à, xin minh họa hai cái trường hợp lâm sàng này, à, chúng ta đánh giá khi nào thì nó co mạch do thượng tâm mạc, khi nào nó co mạch do rằng là cái những cái vi mạch vành. Thì ở cái hình phía trên đây, khi mà người ta chụp mạch vành, cái baseline có nghĩa là lúc mà rằng là à, mức nền thôi, rồi sau đó người ta sẽ à, truyền cái thuốc mà nó dẫn đến rằng là nó co cái mạch máu vào. Thì trên cái hình phía trên đây chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái mạch máu đó nó hẹp trên 90%, và sau đó khi họ truyền đi chát thì mạch máu nó giãn ra. Và trong cái quá trình họ truyền cái thuốc mà nó co mạch vành á, thì điện tâm đồ nó thể hiện cái vấn đề thiếu máu cơ tim cục bộ rất là rõ ràng. À, cái hình bên phải đây màu vàng. À, trong trường hợp mà của cái hình phía dưới á, thì người ta cũng chụp lúc mà baseline, lúc mà nền, sau đó họ truyền cái thuốc co mạch vào, nhưng họ không ghi nhận cái tình trạng gọi rằng là hẹp trên 90% do co mạch, nhưng họ lại thấy lúc đó là bệnh nhân xuất hiện cái thiếu máu cục bộ cơ tim trên điện tâm đồ, à, đau ngực, à, khi truyền đi chát thì nó phục hồi lại. Như vậy là cái câu chuyện là gì? Đó là khi chúng ta truyền một cái thuốc co mạch mà bệnh nhân không thấy co mạch của thượng tâm mạc, nhưng bệnh nhân có thấy biểu hiện à, thiếu máu cục bộ cơ tim trên lâm sàng và trên điện tâm đồ, thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến cái việc đó là bệnh nhân có thể co của vi mạch. Thì đây là một cái điểm mới trong cái vấn đề mà chúng ta xác định về co thắt mạch vành. À, chúng ta đi đến với cái phần thứ ba, à, cũng là phần rất là quan trọng, đó là biết rằng là bị như vậy rồi thì điều trị như thế nào. Thì nó cũng giống như là các bệnh lý tim mạch khác, cái đầu tiên cũng bắt buộc là chúng ta phải thay đổi cái lối sống cái đã, ví dụ như là dinh dưỡng nè, về bia rượu vân vân, rồi à, tập thể dục, rồi chúng ta điều chỉnh về cái cân nặng, à, ngưng thuốc lá, rồi về những bệnh lý đi kèm đồng mắc, ví dụ tăng huyết áp, rồi lipid máu, đái tháo đường, chúng ta phải kiểm soát cho tốt. Và tùy chúng ta chẩn đoán được là bệnh vi mạch hay rằng là co thắt mạch vành mà chúng ta sẽ điều trị cụ thể. À, chúng ta thấy rằng là nếu mà bệnh vi mạch thì có hai thuốc mà chúng ta đừng quên, có thể cân nhắc điều trị, đó là chạy beta và chạy trên canxi.
Còn đối với co mạch thì chúng ta chẳng thấy đâu cái chạm beta cả, vì chúng ta đều biết là chạm beta nó làm tăng kháng lực của mạch máu. Do đó nếu mà đã chẩn đoán được là thoát ngực do co mạch rồi thì chúng ta ưu tiên đó chính rằng là cái chạm canxi và cái nitrat tác dụng kéo dài. Xin quý đồng nghiệp lưu ý rằng là nitrat tác dụng kéo dài. Còn nếu chúng ta sử dụng cái nitrat tác dụng ngắn thì đôi khi chúng ta sẽ có hiện tượng rebound lại, nó không tốt cho bệnh nhân. Như vậy thì các thuốc điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim trong Inoka nếu như trong trường hợp mà vi mạch thì xin nhắc lại một lần, đó chính là cái chạm beta vẫn là ưu tiên đầu tiên. Với cái nebivolol thì họ được nghiên cứu rồi, do đó nên chúng ta có thể ưu tiên chọn cho bệnh nhân. Còn nếu mà chạm kênh canxi á, thì chúng ta sẽ ưu tiên amlodipin, nhất là bệnh nhân vừa có tăng huyết áp mà vừa có cái Inoka do cái vi mạch thì amlodipin là lựa chọn rất là phù hợp ở những bệnh nhân này. Đồng thời chúng ta sẽ bổ sung một số thuốc liên quan đến chuyển hóa vân vân, ví dụ như gemcitabine hoặc là ranolazine vân vân. Còn ức chế men chuyển thì sao? Và chạm thụ thể thì sao? Có cái vai trò gì trong này? Thì xin lưu ý rằng là ức chế men chuyển và chạm thụ thể nó có một cái tác dụng quan trọng bên cạnh cái việc giãn mạch, đó chính rằng là nó chống tái cấu trúc của mạch máu. Mà chúng ta biết là cái bệnh lý vi mạch đó là do hiện tượng tăng sinh của tế bào cơ trơn. Do đó nếu chúng ta sử dụng cái ức chế men chuyển và chạm thụ thể đó thì chúng ta sẽ giảm được cái độ tăng sinh của tế bào cơ trơn, như vậy chống tái cấu trúc của mạch máu. Còn nếu mà do co thắt mạch vành thì chạm kênh canxi vẫn là lựa chọn ưu tiên, hoặc là nitrat tác dụng kéo dài. Còn đối kết hợp cả hai thì sao? Thì lúc này chúng ta sẽ để cái chạm beta qua một bên và chúng ta tập trung vào sử dụng cái thuốc chạm kênh canxi cũng như một số những cái thuốc chuyển hóa khác cho bệnh nhân, và đừng quên rằng là chúng ta sử dụng statin để kiểm soát cái yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân. Xin trình bày ba cái tình huống lâm sàng để chúng ta có thể là tóm tắt lại cái vấn đề cái bài của chúng ta. Cái bảng bên phải đây nó thể hiện những cái chỉ số bình thường của FFR, CFA cũng như là cái IMR. Thì ba trường hợp này đều chụp mạch vành ra là không có tắc nghẽn thượng tâm mạc. Và chúng ta làm bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ đo cái FFR, CFA và cái IMR. Thì chúng ta đi đến cái hình màu xanh lá cây cái đó bên phải. Thì các chỉ số này chống dạng bình thường. Sau đó chúng ta là truyền cho bệnh nhân cái adenosine, acetylcholine vào. Nhưng mà mạch vành thì không co thắt. Như vậy rõ ràng là cái đau ngực này không phải liên quan đến bệnh lý mạch vành rồi, bao gồm cả thượng tâm mạc cũng như là vi mạch. Còn đối với trong trường hợp mà cái chính giữa là cái màu cam đây, thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số IMR thể hiện cho cái kháng lực vi mạch đó lại tăng đến 33 lần. Và khi chúng ta test cái acetylcholine đó thì nó không co thắt mạch vành. Do đó nên chúng ta kết luận là bệnh mạch lý vi mạch, và chúng ta sẽ tập trung điều trị thay đổi lối sống, chạy meta vân vân. Còn cái cuối cùng đó chính là cái màu xanh da trời bên trái đây, thì cái mặc dù là các cái chỉ số về cái chức năng thì nó bình thường, nhưng mà cái khi chúng ta truyền vào cái thuốc co mạch thì nó lại gây co thắt mạch vành trên 90% có ý nghĩa. Do đó chúng ta điều trị tập trung chủ yếu là chạm kênh canxi và nitrat kéo dài. Vì cái thông điệp cần nhớ của cái bài trình bày này đó là, thứ nhất, có cái hai thể bệnh hay cái cơ chế thường gặp của Inoka, đó là cái co thắt động mạch vành và cái bệnh vi mạch. Cái thứ hai là chụp mạch vành vành và đánh giá cái chức năng động mạch vành là cần thiết để chúng ta xác định cái cơ chế cũng như là cái thể bệnh của Inoka. Và đứng về góc độ điều trị á, thì điều trị đo thắt ngực trong Inoka nó còn tùy thuộc vào cái cơ chế và thể bệnh nữa. Và chúng ta đừng quên điều trị các yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm, bao gồm là thay đổi lối sống. Xin cảm ơn câu hỏi của quý thầy cô và đồng nghiệp. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thành Huân. Một cái bài về cơ chế bệnh sinh của cái thể Inoka này. Chúng ta thấy rằng Inoka nó có hai thể, thể co thắt mạch vành và bệnh vi mạch. Thế thì làm thế nào để phân biệt được các cái thể này và điều trị nó như thế nào đã được trình bày với tiến sĩ Huân, và chúng ta đã nghe qua cả ba bài, một ca lâm sàng rất là điển hình. Cái thứ hai là khi nào thì chúng ta nghi ngờ có Inoka và các test để chẩn đoán ở đó, khi nào thì cần đo FFA, FFA, khi nào thì CFA và khi nào chúng ta phải chụp động mạch vành và khi nào chúng ta phải làm các cái test FFA, CFA và EMA là những cái test để chúng ta xác định là co thắt hay là bệnh vi mạch. Và trong bệnh vi mạch thì chúng ta thấy rằng là nó rối loạn về co thắt hay là cấu trúc hay là chức năng, hay là do tái cấu trúc hoặc là do các cái mật độ của cái mao mạch nó giảm đi rất nhiều ở trong các cái thể bệnh vi mạch này. Và chính vì những cái quan trọng của việc chẩn đoán thì chúng ta có thể điều trị các thể nó sẽ với các cái thuốc khác nhau thì mới có cái đáp ứng khác nhau. Và chúng ta nếu mà chúng ta không đoán ra các thể thì chúng ta có thể sử dụng chạm beta cho cả các cái thể mà co thắt nữa, cho nên là thì nó sẽ là có phản tác dụng.
hoặc là chúng ta sử dụng không đúng thuốc thì điều trị nó không hiệu quả. Và đấy là những cái mà thông điệp của các cái bài báo cáo ngày hôm nay đưa ra. Và sau đây chúng ta sẽ dành thời gian cho thảo luận lâm sàng. Thì tôi cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai sẽ đồng chủ tọa cùng với các báo cáo viên. Thì sau đây thì sẽ xin đọc một số câu hỏi cho quý đồng nghiệp đặt ra. Câu hỏi thứ nhất, tôi xin đọc trước bác sĩ Bé Hai nhé. Xin hỏi tiến sĩ Huân là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh vi mạch vành. Bệnh vi mạch vành có di truyền hay không? Và điều trị bệnh nhân có bệnh mạch vành mạn và bệnh nhân chẩn đoán Inoka có điểm gì giống và khác nhau? Thì thế là xem giọng bác sĩ Huân cái này. Vậy tiến sĩ Huân sẽ trình bày trước, sau đó các bác sĩ báo cáo viên sẽ bổ sung thêm. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì câu hỏi của quý đồng nghiệp thì nó gồm có 3 ý. Ý thứ nhất là cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chẩn đoán cái bệnh lý vi mạch vành. Thì đối với lại rằng là chẩn đoán vi mạch vành đó, chúng ta có thể chẩn đoán dựa trên rằng là thông tin, có nghĩa là chụp động vành xâm lấn, và chúng ta đo những cái chức năng, thậm chí chúng ta sẽ đánh giá về cái độ co thắt của vi mạch luôn. Tuy nhiên cái đó là chẩn đoán gián tiếp, còn đối với lại chẩn đoán trực tiếp mà gọi rằng là đã hơi đánh học tiêu chuẩn vàng á, là chúng ta cần phải làm giải phẫu bệnh giống như cái hình mà tôi minh họa đây. Tuy nhiên không thể nào là chúng ta lấy quả tim của một người đang sống mà chúng ta rằng là đi mà giải phẫu bệnh được, làm sinh thiết vân vân, thì nó rất là nguy cơ. Do đó nên rằng là cho đến hiện nay thì các đồng thuận liên quan về cái chẩn đoán điểm vi mạch thì họ vẫn chấp nhận là sử dụng thông tin đánh giá chức năng mạch vành là cái phương pháp chẩn đoán. Cái câu hỏi số 2 nữa rằng là cái bệnh lý mạch máu vi mạch nó có di truyền hay không, thì câu trả lời là có. Bởi vì một số bệnh như là bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim đa nông hay Fabry vân vân, thì người ta nhận thấy rằng là khi người ta giải phẫu cái tim của những bệnh nhân này thì đều có tổn thương vi mạch cả. Và người ta nhận thấy rằng là cái đột biến gen của những bệnh lý di truyền nó có thể rằng là ảnh hưởng lên về cái tế bào cơ trơn. Và thậm chí khi người ta không có đột biến thì giống như trong trình bày của bác sĩ Văn Vé 2 đó có nhắc về cái liên quan đến là cái đa kiểu hình đó, nó tương tác với nhau và nó cũng có thể dẫn đến rằng là biến đổi về cái tế bào cơ trơn và gây nên hẹp cái vi mạch. Cái hỏi số 3 đó chính là một bệnh nhân mà có thiếu máu cục bộ cơ tim mà mãn tính thì điều trị có khác gì so với Inoka hay không? Thực tế khi chúng ta nhìn vào cái phác đồ điều trị của Inoka đó, chúng ta vẫn thấy là thay đổi lối sống, điều trị các bệnh đồng mắt, cũng có statin, cũng có một số những thuốc điều trị đau thắt ngực. Chỉ có điều là nếu chúng ta đã xác định được cái thể của cái Inoka rồi, mà trong trường hợp mà có co thắt của cái động mạch vành thì chúng ta nên tránh xài cái thuốc chặn beta. Còn nếu mà trong trường hợp bệnh nhân có vi mạch thì chúng ta có thể xài được thuốc chặn beta. Em xin ý kiến thêm của các thầy. Xin bác sĩ Mai Hương bổ sung thêm xem là trong điều trị đó, trong lâm sàng đấy, bác sĩ thấy có sự khác biệt gì trong cái điều trị hội chính là vành mạn thông thường so với cái trường hợp mà chẩn đoán là Inoka hay không? Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em xin phép trả lời câu hỏi của thầy, đó là về cái vấn đề mà điều trị giữa bệnh nhân mà Inoka với lại bệnh mạch vành mạn á, thì có những cái điểm giống nhau á. Thì cái điểm giống nhau đầu tiên á, đó là cái việc mà điều trị không dùng thuốc á, là vẫn được đưa lên hàng đầu, thì góp gồm có bao gồm như là tư vấn cho bệnh nhân ngưng thuốc lá, rượu bia, hoặc là tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho những bệnh nhân mà thừa cân hoặc là béo phì, kèm theo là kiểm soát tốt những cái bệnh lý đồng mắt như là tăng huyết áp, tiểu đường hoặc là mỡ máu. Còn về cái vấn đề dùng thuốc ấy, thì có cái sự khác nhau giữa hai nhóm như là tiến sĩ Vân đã trình bày ấy, thì đối với thứ nhất ấy, nó là cái vấn đề mà điều trị những cái bệnh nhân mà bị bệnh mạch vành mạn ấy, thì cái cơ chế đa phần của nó là tình trạng thiếu máu cơ tim xảy ra trên thượng tâm mạc do sơ vữa, thì khi đó thì cái vấn đề aspirin ấy, là được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân mà Inoka thì do đa cơ chế, có thể là do co thắt mạch máu hoặc là do sơ vữa hoặc là do tái cấu trúc mà mạch vi mạch vành, cho nên cái vấn đề mà điều trị dùng kháng cách tập tiểu cầu thì chưa có được đặt ra. Ngoài ra những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán là Inoka thì có rất là nhiều thể, cho nên chúng ta cần phải phân biệt rõ để từ đó ra đưa ra cái hướng điều trị cụ thể. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn bác sĩ Mai Hương. Sau đây bác sĩ Hai có bổ sung thêm, vì bác sĩ Hai là một người có kinh nghiệm lâm sàng trong trường hợp này. Dạ, kính thưa bác sĩ Lê Đình Thanh, thì như cái tựa đề chúng ta đã thấy là
nó là một bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, nhưng mà nó không có tắc nghẽn mạch vành. Tức nghĩa là nó vẫn có một cái bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, nhưng cái hậu quả để lại nó cũng vẫn ảnh hưởng nặng nề như bệnh tắc nghẽn mạch vành. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó không có tắc nghẽn mạch vành, tức nghĩa là nó vẫn tái tưới máu, nó vẫn tưới máu về cái hệ thống tuần hoàn, nhưng mà nó có chia ra làm hai thể. Chúng ta chỉ cần phân biệt được hai thể là thể co thắt mạch vành và thể tổn thương vi mạch. Nếu mà thể co thắt mạch vành mà chúng ta dùng ức chế beta, đó là cái điều kiện chúng ta đầu đó, là nó là khởi kích lên cái cơn đau ngực nhiều hơn nữa. Thành ra chúng ta chú ý cái gì đó. Còn ngoài ra cái thiếu máu cơ tim cục bộ thì chúng ta vẫn điều trị giống như các thầy đã trình bày đó, là chúng ta vẫn thay đổi lối sống, điều trị tất cả những cái yếu tố nguy cơ và kiểm soát tốt tất cả những cái yếu tố nguy cơ đó để mà không tiến triển đến những cái bệnh mà mạch vành. Như cái phần chúng tôi đã nói, nếu các bạn không điều trị á, có phần cái live dần dần tôi đã nói các bạn không điều trị thì nó cũng dẫn đưa đến cái hội chứng vành cấp, dẫn đưa đến tình trạng rối loạn nhịp, hoặc là dẫn đưa đến những cơn đau thắt cực. Do đó cái việc điều trị chúng ta cũng vẫn điều trị tích cực cho bệnh nhân. Dạ, xin cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn bác sĩ B2. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái vấn đề mà điều trị thì vấn đề thay đổi lối sống và điều trị không dùng thuốc hoặc là điều trị chung cho tất cả các bệnh lý mạch vành là giống nhau. Tuy nhiên là trong cái thể Inoka chúng ta phải chú ý là bệnh nhân này nó là do co thắt hay là do các bệnh vi mạch, để chúng ta có các cái phác đồ cho nó phù hợp, có dùng beta block hay không, hay là sử dụng chẹn kênh canxi và sử dụng ức chế hệ thống ức chế men chuyển thì tốt hơn. Thì cái đấy là chúng ta đã được trình bày rồi, nhưng có lẽ rằng là các đồng nghiệp vẫn còn băn khoăn một điều là bây giờ trong các cái bệnh cái thể Inoka này thì làm sao có thể phân biệt được các cái thể ở trên lâm sàng, thì cái này phân được được ở trên lâm sàng hay không, hay là phải sử dụng các biện pháp can thiệp như là chụp DNA và làm các cái test như bằng thông tin như là vừa rồi bác sĩ B2 và tiến sĩ Huân cũng trình bày, thì mời tiến sĩ Huân chúng ta trả lời về câu hỏi này. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn câu hỏi rất là thực tế và lâm sàng của đồng nghiệp. Đối với lại rằng là phân biệt giữa cái thể vi mạch với lại là co thắt mạch vành thì chúng ta không thể phân biệt được trên lâm sàng một cách tuyệt đối được, mà chúng ta cần phải có những cái hình ảnh học cũng như đánh giá về chức năng của hệ mạch vành. Về cơ bản thì có một số những cái điểm mà chúng ta có thể gợi ý, ví dụ như rằng là một người khi tiếp xúc với lạnh hoặc rằng là bị stress thì họ nói rằng là họ có tình trạng đau ngực chẳng hạn đi, thì nó cũng thể gợi ý chúng ta rằng là có thể là liên quan đến co thắt mạch vành. Tuy nhiên chúng ta đừng vì những điều đó mà chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội vàng của bệnh nhân được vào chụp mạch vành cũng như đánh giá chức năng mạch vành để cho được một cái chẩn đoán chính xác, và chúng ta từ đó chúng ta mới có được cái hướng điều trị chính xác cho bệnh nhân. Em xin nói. Mình có thể trở lại cái lưu đồ, mà để chẩn đoán các thể đấy, để tiến sĩ Huân nói lại một lần nữa và cùng với bác sĩ Béo Hai rằng trên lâm sàng chúng ta không thể phân biệt được tuyệt đối, nhưng trên cận lâm sàng bằng phương pháp thông tin làm các cái test thì chúng ta có thể phân biệt được các cái thể này. Thì cái này tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp là đang còn băn khoăn cái này. Cái phía trên cách số 9 ấy. Đúng cái này không nhỉ? Đấy. Đây tiến sĩ Huân chúng ta sẽ phân tích lại dựa trên các cái lưu đồ này. FFA thì có vai trò gì? CFA rồi thì EMA, chúng ta thấy rằng là với những cái chỉ số này chúng ta có thể hoàn toàn phân biệt được các cái thể Inoka trên lâm sàng. Trên cận lâm sàng. Trong khi chờ like của tiến sĩ Quân thì có ý kiến là thêm là thì thật sự trên lâm sàng thì chúng ta cũng không thể nào phân biệt được cái thể, hai cái thể của co thắt mạch vành và cái thể tổn thương do vi mạch vành. Nhưng mà các bạn biết là nếu mà tổn thương do co thắt mạch vành mà chúng ta dùng ức chế beta thì nó sẽ làm tăng cái mức độ và cái cường độ cái cơn đau ngực rõ ràng trên lâm sàng hơn. Đấy là cái thực tế chúng ta có thể đoán ra. Nhưng mà còn nếu mà nó do tổn thương vi mạch và tổn thương do bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ thì chúng ta cho ức chế beta là nó sẽ có đáp ứng ngay. Đây là một cái test để chúng ta ấy. Nhưng mà tuy nhiên cái con đường nào thì chúng ta để đến vẫn đến cái đường chụp mạch vành để có cái bằng chứng cụ thể và nó vẫn có cái xác thực hơn. Xin mời tiến sĩ Huân. Cảm ơn thầy Thanh, cảm ơn bác Hai.
Xin nhắc lại về cái lưu đồ tiếp cận của cái Inoka thì chúng ta có 3 bước. Cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải chụp động mạch vành. Khi cái quả chụp ra đó thì chúng ta sẽ có là trong trường hợp mà nó bình thường hoặc rằng là nó chỉ có hẹp nhẹ thôi dưới 10% hay là hẹp trung bình từ 50 đến 80%. Thì cái điểm lý thú trong cái sơ đồ này ở chỗ là mặc dù là cái đồng thuận của châu Âu họ định nghĩa là không tắc nghẽn là dưới 50%. Nhưng khi mà trong cái sơ đồ này thì họ nói là thậm chí ngay cả khi từ 50 đến 80% thì họ cũng chưa dám chắc rằng là nó tắc nghẽn hay không tắc nghẽn có ý nghĩa. Vì vậy nên cái bước tiếp theo là chúng ta cần phải làm cái đánh giá về cái chức năng. Thì khi đánh giá chức năng như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái test của cái adenosine để chúng ta đánh giá được cái dự trữ lượng vành nó tối đa khi nào giãn mạch ra. Thì có 3 cái thông số quan trọng. Đó là cái thông số FFR. Thông số này chủ yếu là đánh giá về cái động mạch của cái thượng tâm mạc. Cái CFA là chúng ta đánh giá về chung và bao gồm luôn cả anh lớn anh nhỏ luôn, có nghĩa là thượng tâm mạc rồi nội tâm mạc cũng đánh giá hết luôn. Còn cái IMR là chúng ta để đánh giá về cái kháng lực của cái viên mạch máu. Thì như vậy nếu mà chúng ta chụp ra đó, nếu mà nó bình thường thì có nghĩa là cái FFA này nó phải lớn hơn 0.8. Thì khi quý đồng nghiệp có thể thấy rằng là nó có hai cái mũi tên chỉ xuống là hai trường hợp đó chúng ta đều thấy là cái FFA lớn hơn 0.8 cả. Có nghĩa là nó muốn nói chúng ta một điều, đó là cái thượng tâm mạc nó đang ngon lành đấy, có nghĩa rằng là nó không có bị hẹp có ý nghĩa đâu. Nhưng mà chúng ta coi lại cái CFA và cái IMA của hai cái trường hợp này thì chúng ta thấy là trong cái trường hợp bên trái đó thì cái CFA nó lớn hơn 2 và cái IMA thì nó nhỏ hơn 25. Nó cho nói chúng ta một điều, nó chính rằng là cái vi mạch vành đó thì nó ổn, bởi vì cái IMA nó dưới 25. Nó dưới 25 có nghĩa là cái kháng lực vi mạch của nó rằng là nó không có tăng. Còn cái CFA nó lớn hơn 2, nó khẳng định được một điều là bao gồm là cái thượng tâm mạc cũng như là cái nội tâm mạc đó, mạch máu rằng là cái lưu lượng nó còn tốt. Đó lý do tại sao mà cái nhánh bên trái đó họ mới kết luận rằng là không có bệnh lý vi mạch vành. Còn cái nhánh bên phải thì chúng ta lại thấy là cái chỉ số CFA nó dưới 2, trong khi đó cái chỉ số IMA nó lớn hơn là 25. Nó phản ánh một điều, nó chính là có cái tình trạng của rối loạn chức năng vi mạch vành ở đây. Vậy thì bên trái thì không có rối loạn chức năng vi mạch vành, bên phải thì có rối loạn chức năng vi mạch vành. Nhưng cho dù cho kết quả của hai cái này nó có đối nghịch nhau hay nó như thế nào nữa thì chúng ta bắt buộc phải làm cái bước thứ ba là chúng ta sẽ đánh giá coi là nó có hiện tượng co mạch vành hay không khi mà chúng ta truyền cái acetylcholine vào. Và đây là một cái chất co mạch. Thì như vậy chúng ta có 4 tình huống thể hiện cho cái 4 màu. Tình huống cái màu xanh lá cây đó có nghĩa rằng là khi chúng ta truyền cái thuốc mà nó co mạch vào thì nó không gây co mạch. Như vậy thì rõ ràng rằng là vi mạch cũng không có, thượng tâm mạc cũng không có, co mạch cũng không có. Như vậy ở đau ngực này là không phải là do tim rồi. Mà họ chơi chữ rất là hay. Lúc này họ không có dùng cái từ là angina nữa, mà họ dùng cái từ là pain, có nghĩa là đau thôi, không phải là do tim. Đến cái tình huống mà màu đỏ đó là nằm bên phải đó, thì trong trường hợp đó, nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện của cái tăng của cái IMA, có nghĩa là tăng kháng lực của vi mạch vành, nhưng mà chúng ta truyền cái acetylcholine vào thì nó không gây co mạch, hoặc là nếu có co đi nữa thì nó co cũng dưới 90% thôi. Thì như vậy thì lúc này chúng ta có thể chuẩn xác định là bệnh nhân này có một cái tình trạng đó chính rằng là có bệnh lý vi mạch. Nếu như trong trường hợp nó co trên 90% thì lúc đó rằng là nó kèm theo là vừa có vi mạch mà vừa có cái co thắt của động mạch vành thượng tâm mạc luôn trong cái ô màu đỏ. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta truyền thuốc vào nhưng mà nó không co mạch mà vượt quá con số 90% thì lúc này đó chính rằng là đau thắt ngực do cái vi mạch vành, đó là cái ô màu vàng. Còn trong trường hợp mà nếu chúng ta truyền thuốc vào mà nó co mạch trên 90% của cái đường kính động mạch vành đó thì lúc này chúng ta sẽ xác định đó là đau thắt ngực do cái co thắt của động mạch vành thượng tâm mạc. Và như vậy thì dựa trên những cái bước mà như thế này thì chúng ta có thể chứng đoán được rằng là cái Inoka, và đây là những bước mà được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất hiện tại để chúng ta có thể có được cái chứng đoán chính xác về rằng là bệnh nhân bị Inoka là thế nào. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Huân. Mời bác sĩ B2 bổ sung và bác sĩ Mai Hương. Dạ, em tiến sĩ Huân đã trình bày rất là rõ cái phương pháp để chúng ta chẩn đoán cái Inoka rồi. Nhưng mà thật sự là con đường mà chúng ta cũng phải làm những cái test xâm lấn để mà chúng ta chẩn đoán, chứ còn mà đặc biệt là những cái trường hợp mà đau ngực, chúng ta chụp mạch vành ra hẹp mạch vành không có ý nghĩa, mà chúng ta cứ điều trị tới điều trị để lui bệnh nhân vẫn cứ đau ngực ngoài, thì chúng ta làm những cái test để chúng ta chẩn đoán. Vâng, cảm ơn bác sĩ B2. Bác sĩ Mai Hương có bổ sung gì thêm không? Vâng, như vậy chúng ta biết rằng là trên lâm sàng với các cái việc đánh giá đầy đủ các yếu tố trên lâm sàng cộng với lại cái điều trị thử
thì chúng ta cũng có thể gọi là sơ bộ là nghĩ đến, nhưng mà việc điều trị mà không có hiệu quả theo đúng các ý chúng ta thì chúng ta cần phải chụp mạch vành can thiệp và sử dụng các cái test để đánh giá các cái chức năng của mạch vành theo 4 bước như tiến sĩ Vân vừa trình bày, để chúng ta có thể xác định chính xác các cái thể để có cái điều trị tốt. Và chúng ta thấy rằng là với một cái cơ sở và trang thiết bị như Bệnh viện Thống Nhất thì hoàn toàn có thể làm được tất cả các cái test này và đánh giá một cách chính xác các cái thể INOCA trên bệnh nhân. Chúng ta sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo là xin hỏi thầy bé hai là bệnh nhân INOCA có điều trị như hội chứng vành mạn không? Câu này thì đã được trả lời rồi, nhưng và vai trò của trimetazidin trong điều trị INOCA, nguyên nhân do vi mạch như thế nào? Thì mời bác sĩ bé hai, sau đó thì các báo cáo viên khác sẽ bổ sung. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Thì xin thưa thầy Thanh, thì cái phần điều trị thì cái câu trước chúng ta đã phân tích rồi. Còn hiện tại thì vai trò của trimetazidin có cái vai trò gì trong cái điều trị của INOCA hay không? Như cái phần live của tiến sĩ Huân đã trình bày cái phần điều trị rõ ràng là chúng ta vẫn có vai trò của trimetazidin trong cái việc mà có vai trò trong quá trình và chuyển hóa để mà tăng cường oxy cho tế bào cơ tim. Ngoài cái việc mà chúng ta điều trị những cái bệnh lý nền cơ bản, điều trị những yếu tố nguy cơ và trong tổn thương vi mạch, chúng ta biết rằng ở như phần cái cơ chế trong vi mạch thì cái vai trò của nó không phải là áp lực, nó không phải là cái dòng chảy nữa, mà vai trò nó là nằm vào cái quá trình chuyển hóa nhiều. Chính vì vậy trimetazidin nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà điều trị đau thắt ngực mà do vi mạch, để nó kiểm soát cái việc mà nhu cầu chuyển hóa. Ngoài cái việc mà cái những cái bước điều trị như tiến sĩ đã trình bày thì cái vai trò người ta cũng đề cập trong cái phác đồ của mình, nó vẫn có cái vai trò của trimetazidin để trong cái điều trị INOCA. Dạ, xin biết tiến sĩ Huân có bổ sung thêm gì? Vâng, chắc mời tiến sĩ Huân chúng ta bổ sung thêm, vì chúng ta biết rằng là dù là INOCA hay là bệnh mạch vành do tắc nghẽn thì tế bào cơ tim đều có thiếu máu, mà vấn đề chúng ta làm sao mà chuyển hóa tế bào trong cái điều kiện mà thiếu oxy như thế thì các cái vai trò của cái thuốc bổ sung này nó như thế nào? Mời tiến sĩ Huân. Dạ, em cảm ơn thầy. Cái phần của bác bé hai là rất đầy đủ rồi. Em xin bổ sung một vấn đề nhỏ. Như ta biết là cái cơ tim của chúng ta nó sẽ sử dụng những cái nguồn năng lượng từ cái glucose, đường, rồi thể acetone, axit béo cũng như là axit amin. Thì trong đó là cái axit béo được đánh giá rằng là một cái nguồn năng lượng mà nó bền bỉ và nó chiếm phần lớn từ 50-60%. Trong cái đó cái glucose đó thì nó được sử dụng trong những tình huống mà khẩn cấp, ví dụ như là khi chúng ta vận động hoặc là khi chúng ta có tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim, thì chúng ta sử dụng cái thuốc trimetazidin đó thì người ta nhận thấy rằng là nó sẽ giúp cho trong cái tình huống khi mà cơ tim nó có thiếu máu cục bộ đó thì nó tăng cái tỷ lệ mà chuyển hóa sử dụng glucose, và như vậy thì trong cái khoảng thời gian đó nó sẽ giúp cho tế bào cơ tim thích nghi về cái tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim mà bệnh nhân sẽ đỡ cái đau ngực cũng như rằng là cái chuyển hóa cơ tim sẽ tốt hơn. Và như vậy thì rằng là đây cũng là một cái thuốc chuyển hóa mà chúng ta có thể là cân nhắc sử dụng trong trường hợp mà bệnh nhân có cái INOCA cũng như là hội chứng vành mạn. Em xin hết. Vâng, bác sĩ Mai Hương có bổ sung gì trong cái trường hợp này không? Vâng, và một câu hỏi nữa quý đồng nghiệp cũng liên quan đến việc sử dụng thuốc, vai trò của aspirin trong trường hợp này như thế nào? Xin mời các báo cáo viên, bác sĩ B2 trước. Vâng. Dạ, thì chúng ta biết rằng aspirin không có vai trò trong phòng ngừa tiên phát trong cái bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. Bên cạnh đó thì nếu chúng ta đánh giá bệnh nhân rất có nhiều yếu tố nguy cơ thì hoặc là có những yếu tố nguy cơ rất là cao, nhiều yếu tố nguy cơ ít nhất là trên 3 yếu tố nguy cơ, như bệnh nhân có tăng huyết áp, như có đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, thì chúng ta cân nhắc xem xét cái việc mà chúng ta sử dụng kháng tập yêu cầu. Ngoài ra nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ gì, người ta thấy rằng cái vai trò của cái aspirin không có giá trị trong phòng ngừa tiên phát. Và mới đây cái ACC 2023 gì để chúng ta nó 23 thì người ta nói về vai trò của aspirin. Nếu mà yếu tố nguy cơ tim mạch thấp mà dưới 10% thì bệnh nhân dưới 40 dưới 50 tuổi thì cái việc mà chưa có sử dụng aspirin thì chúng ta không nên sử dụng aspirin. Còn mà nếu mà yếu tố nguy cơ tim mạch trên 10% mà đấy thì chúng ta phải cân nhắc để việc sử dụng aspirin.
Còn từ ở còn đối với những cái nhóm bệnh nhân mà trên 70 tuổi á, mà nguy cơ tim mạch trên 10% mà chúng ta đã chưa từng sử dụng aspirin rồi, thì chúng ta phải cân nhắc xem có thể là chúng ta không cần thiết để sử dụng aspirin cho bệnh nhân. Tại vì chúng ta biết là aspirin là một cái con dao hai, khi chúng ta dùng không đúng á, khi mà bệnh nhân có những đề phẫu thuật hoặc là những cái vấn đề gì trong cấp cứu á, thì mà ảnh hưởng đến những vấn đề chảy máu thì nó rất cũng khá rất là nguy hiểm. Thành ra là cái việc mà chúng ta chỉ định aspirin là nó phải đúng chỉ định. Dạ, em xin hết. Vâng, mời tiến sĩ Huân bổ sung thêm một chút. Dạ, bác Mai Hương nói đầy đủ, em không bổ sung gì thêm. Dạ. Bác sĩ Mai Hương có bổ sung gì không? Dạ, thưa thầy, em xin bổ sung chút. Dạ, câu trả lời của thầy Hai thì rất là đầy đủ rồi. Chỉ là em xin bổ sung là về cái vai trò của aspirin á, trong những cái bệnh nhân Inoka thì cái cơ chế của Inoka rất là đa dạng, là có thể là do co thắt mạch vành này, hoặc là do tái cấu trúc. Tái cấu trúc thì có thể là do tăng sản này, hoặc là sơ sơ vữa, hoặc là vôi hóa. Vì vậy so với lại cái bệnh mạch vành mãn á, thì kháng tập tiểu cầu không có được đặt ra nhiều ở những cái bệnh nhân Inoka. Thì gần đây á, những cái có nhiều nghiên cứu á, người ta cũng cũng có so sánh cái việc mà dùng aspirin ở chính những cái bệnh nhân mà có bệnh mạch vành không tắc nghẽn. Gần đây nhất đó là cái nghiên cứu confirm hồi năm 2015 á, thì họ nhận thấy là nếu như trên những cái bệnh nhân mà có bệnh mạch vành không tắc nghẽn mà dùng aspirin á, thì những cái bệnh nhân này á, nó không có làm cải thiện tử vong cũng như là nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân ạ. Dạ em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mai Hương. Chúng ta thấy rằng là vai trò của aspirin trong Inoka thì chưa được chứng minh, và chúng ta thấy rằng các nghiên cứu đều cho thấy rằng là không cải thiện các cái dự hậu tim mạch cũng như là tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân này. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng là Inoka có thể không chỉ đơn thuần một mình, mà có thể Inoka có thể cùng với lại cái bệnh thiếu máy cơ tim mà có tắc nghẽn. Thế chính vì vậy nếu như mà nó có sự đồng mắc hoặc là có nguy cơ kết tập tiểu cầu thì cái việc sử dụng aspirin trong những trường hợp này thì có được đặt ra. Thế còn trong Inoka đơn thuần thì chúng ta cần phải thận trọng, hoặc là chúng ta phải chờ đợi thêm các kết quả nghiên cứu khác. Chúng ta sẽ phải ở đây thì các câu hỏi của quý đồng nghiệp còn nhiều, nhưng mà tôi muốn làm rõ hơn vấn đề này thì có lẽ là xin trở lại cái ca lâm sàng của bác sĩ Mai Hương đầu tiên để chúng ta phân tích lại, xong rồi trên cái ánh sáng của lý thuyết như thế này thì việc chẩn đoán và việc điều trị đối với bệnh nhân như thế này thì chúng ta có sáng thêm được điều gì không? Vâng, xin mời. Tiến sĩ Huân có thể phân tích, bác sĩ V2 có thể phân tích cho cái ca này. Mình bác sĩ Mai Hương đã đưa ra một cái ca lâm sàng thì bệnh nhân có cơn đau thắt ngực ổn định, ban đầu khoảng CGS2, tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Rõ ràng là trên cái nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy là ít nhất là bệnh nhân có ba cái yếu tố nguy cơ, và bệnh nhân vào với mình đến một cái cơn đau thắt ngực ổn định. Tuy nhiên thì cái các bước tiếp cận mình đã làm để mà chẩn đoán thì mình đã được chẩn đoán hình ảnh bằng cái điện tâm đồ, thì chúng ta thấy rõ ràng là trên cái điện tim này cũng khó mà nói, không thấy nói lên được cái điều gì của bệnh lý mạch vành. Và có cái T âm ở V1, V2, nhưng mà thường người T âm ở V1, V2 thì cái giá trị ý nghĩa của bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ này nó cũng ít hơn. Và siêu âm tim thì chúng ta thấy cũng trong cái giới hạn bình thường. Và bác sĩ Mai Hương cũng đã tính cái tần suất mà mắc bệnh mạch vành giống bệnh nhân lứa tuổi á, đa thắt ngực điển hình, thì cái tần suất lứa tuổi này thì bệnh nhân bác sĩ Mai Hương tính là 13%. Với cơn đau thắt ngực điển hình, ngay cả tần suất ở nữ thì cái mức độ tần suất mạch vành nó cũng sẽ thấp hơn so với nam ở cùng một lứa tuổi. Và bệnh nhân đã được chụp CT mạch vành. CT mạch vành chúng ta thấy rằng là bệnh nhân vô vữa hẹp 60-65, mức độ hẹp ở cái đoạn này, thì hẹp này chính là hẹp mạch vành ở mức độ trung bình. Nên rõ ràng là chúng ta đã thấy ở bệnh nhân này á, là hẹp CT mạch vành hẹp ở mức độ trung bình, nhưng mà tổng số điểm vôi hóa cái ca này bệnh nhân khá cao, nghĩa là 212 điểm trên cái tổng số điểm vôi hóa của mạch vành. Bệnh nhân này thì đã được điều trị nhưng mà không có kết quả, bệnh nhân vẫn đau ngực. Thì từ đó thì bác sĩ mới quyết định là chụp cái mạch vành,
Thì kết quả chụp mạch vành thì chúng ta thấy là đoạn liên nhánh liên thất trước á thì hẹp 40-50% và nhánh mũ hẹp 50-55%. Nếu mà về phương diện mà phương diện á, mà đánh giá thì cái hẹp này một mạch vành mức độ này trung bình. Tuy nhiên ở cái ca này lâm sàng đã bệnh nhân đã đau ngực mà cái tính tình trạng điều trị á, thì nó chưa cải thiện, thành ra quyết định là đo cái phân suất dự trữ vành. Rõ ràng là chúng ta đo phân suất dự trữ vành là chúng ta thấy là FFA là lớn hơn 0,8, tức nghĩa là mạch vành nó không có tổn thương ý nghĩa. Và cái ca này thì mình không có làm CFA và AMA, thành ra cái việc mà chúng ta chẩn đoán có cái tổn thương vi mạch vành hay không, và chúng ta theo cái phác đồ như nãy tiến sĩ Quân đã phân tích đó, và chúng ta có test acetylcholine hay không, chúng ta vẫn chưa có test acetylcholine, thành ra chúng ta vẫn chưa đánh giá cái này nó có co thắt mạch vành hay không, và cái này chúng ta có đánh giá nó có tổn thương vi mạch hay không, thì chúng ta chưa có làm được hai điều đó. Và chỉ chúng ta ở dừng lại ở cái mức thông thường là chúng ta đánh giá FFA. FFA là chúng ta chỉ đánh giá cái tổn thương ở trên thượng tâm mạc thôi. Thành ra còn cái mức độ về tổn thương vi mạch thì chúng ta và co thắt mạch vành giống như trong INOCA thì chúng ta chưa được làm đến nơi đến chốn. Thì cái ý kiến của em là đó. Xin cảm ơn bạn. Tiến sĩ Huân cho một vài nhận xét về cái trường hợp này. Nếu mà cả cố thêm một chút nữa thì mọi cái thể nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Quả thật là nếu mà chúng ta làm được cái CFR với lại rằng là cái AMR thì có vẻ rằng là chúng ta sẽ chẩn đoán chính xác hơn cái trường hợp này. Tuy nhiên nó có một cái may mắn cũng như một cái phù hợp, đó là khi bác sĩ Mai Hương điều trị cho bệnh nhân thì bổ sung vào cái nebivolol, trimetazidine thì bệnh nhân có cải thiện về cái mặt lâm sàng. Về cơ bản thì có lẽ rằng là bệnh nhân này cũng có thể là có bệnh lý vi mạch. Yeah. Chứ còn nếu như không mà cho cái nebivolol vào thì khi là bệnh nhân co thắt mạch vành đau hơn. Em xin. À, qua đó chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đi đến cùng của một vấn đề. Trong cái này chúng ta làm FFA rồi, đánh giá rằng là nó không có bệnh mạch vành tắc nghẽn. Về đại thể chúng ta thấy như thế, nhưng vi thể chúng ta chưa phân biệt được hai thể là thể co thắt hay là thể bệnh lý vi mạch vành. Nhưng mà rất may rằng là chúng ta thấy rằng là chúng ta điều trị có nebivolol, tức là beta block, thì chúng ta thấy rằng bệnh nhân có giảm đau. Sau một tháng điều trị thì chúng ta thấy rằng là nó còn 2/10, và sau 2 tháng thì gần như giảm đau không có đáng kể. Thì đấy là một trong những cái mà có lẽ rằng là đến cái đoạn này thì chúng ta vẫn chấp nhận được. Thế tuy nhiên nếu như có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ làm CFA và EMA để chúng ta đánh giá xem nó là thuộc thể gì. Và chúng ta khi đó điều trị chúng ta sẽ phải mạnh tay hơn, không phải dò liều giống như là chúng ta đang tính hiện nay. Thì đấy là một trong những cái mà vai trò của các cái kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch vành mà không có tắc nghẽn mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ mà không có mạch vành. Chắc rằng là các thầy cô và quý độc giả thì cũng đồng nghiệp cũng sẽ còn nhiều câu hỏi. Tuy nhiên rằng là vì thời lượng có hạn thì chúng tôi xin thay mặt chủ tọa đoàn xin có một vài cái tóm tắt như sau. Chúng ta thấy rằng là đối với bệnh lý bệnh mạch vành nói chung, trong đó bệnh tim thiếu máu cục bộ nói riêng, có và không có tắc mạch vành là thường xảy ra. Việc chẩn đoán chính xác thể bệnh giúp cho cái việc điều trị tốt hơn. Trong đau thắt ngực nói chung mà không có bệnh mạch vành tắc nghẽn thì chia ra làm được 3 thể. Thể thứ nhất là đau ngực mà không có bệnh mạch vành, tức là ANOCA. Cái thứ hai là bệnh tim thiếu máu cục bộ hay là bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ không có bệnh mạch vành là INOCA, là cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang bàn thảo với nhau. Và cái thể thứ ba tức là MINOCA, tức là nhồi máu cơ tim mà không có bệnh lý bệnh mạch vành tắc nghẽn. Nó sẽ được trình bày bởi một cái buổi hội thảo sau. Trong cái thể INOCA ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là thường gặp ở những cái trường hợp bệnh nhân mà đau thắt ngực mà chúng ta chẩn đoán là đau thắt ngực ổn định, tái đi tái lại, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống cũng như là phải nhập viện, tái nhập viện rất nhiều lần.
chúng ta có thể thấy được hình ảnh của điện tâm đồ, ở trên đấy có hình ảnh bệnh tim thiếu máu cục bộ nhưng mà không đặc hiệu. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên siêu âm là có FFA nó có thể giảm hoặc không giảm, mà chúng ta không thấy có cái bằng chứng nhiều về tắc nghẽn. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ như vậy, khi chụp động mạch vành bằng DSA được gọi là chụp động mạch xóa nền, thì chúng ta không tìm thấy tổn thương trên đại thể của mạch vành và có cái tổn thương hẹp có ý nghĩa hoặc là tắc nghẽn. Thì đấy là những cái mà giúp chúng ta chẩn đoán là bệnh tim thiếu máu cục bộ, không có bệnh mạch vành tắc nghẽn. Khi này chúng ta cần phải làm các cái test chẩn đoán để đo phân suất dự trữ vành là FFA hoặc là CFA. CFA tức là dự trữ vành, đúng không? Dự trữ vành. Và EMA là sức cản vi mạch. Với những cái thông số này sẽ giúp chúng ta chẩn đoán ra các thể là không do bệnh mạch vành, do bệnh mạch vành co thắt, do bệnh vi mạch, hoặc là cái thể INOCA phối hợp với co thắt. Thì với những cái chẩn đoán như thế này thì giúp cho chúng ta có các cái chỉ định điều trị một cách phù hợp. Đối với những trường hợp mà co thắt, chúng ta chống chỉ định sử dụng với beta block, và khi đó chúng ta ưu tiên sử dụng chẹn canh canxi và sử dụng ức chế men chuyển để chống tái cấu trúc cơ tim. Và chúng ta thấy rằng là đối với trường hợp mà bệnh vi mạch thì chúng ta có thể ưu tiên sử dụng beta block, chẹn canh canxi, các cái thuốc giúp tăng cường chuyển hóa và thuốc ức chế men chuyển. Thì đấy là phác đồ điều trị đối với các cái thể bệnh INOCA trong cái hiểu biết hiện nay. Và tôi nghĩ là hy vọng rằng là trong một thời gian tới thì hiểu biết về INOCA, MINOCA cũng sẽ có nhiều hơn và chúng ta sẽ có những giải pháp tốt hơn đối với các bệnh lý này. Tuy nhiên với những cái hiểu biết như thế này cũng sẽ giúp chúng ta một cách tự tin trong chẩn đoán phân biệt và điều trị các bệnh lý, bệnh mạch vành nói chung, trong đó có thể bệnh tim thiếu máu, cơ tim cục bộ, không có bệnh mạch vành tắc nghẽn. Trên đây là một số các cái thông điệp mang về đối với chúng ta trong hội thảo ngày hôm nay. Có thể nó không thỏa mãn hết tất cả các cái câu hỏi của các quý đồng nghiệp. Tuy nhiên chúng ta sẽ trở lại ở những dịp sau để chúng ta có những thông tin rõ ràng hơn. Thay mặt cho chủ tọa đoàn, các báo cáo viên xin được cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn phòng đào tạo của Bệnh viện Thống Nhất. Xin cảm ơn các báo cáo viên đã trình bày một chủ đề rất hay. Xin cảm ơn các thầy cô, quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe và đặt nhiều câu hỏi thú vị. Xin kính chúc sức khỏe các quý thầy cô, quý đồng nghiệp và các báo cáo viên. Chúc chúng ta thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.